mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 10. Hỏi: có người nói để có kết quả tốt trong cuộc sống và với lối truộng thực tế của con người hiện nay, việc áp dụng phương pháp thực dưỡng chỉ mới có một nửa hoặc một phần, phần còn lại là phải học Phật, là phải ngồi thiền, đúng không ông? Vậy ngồi thiền ra sao, cụ thể như thế nào? Đáp: tiên sinh Osawa thường nói y học Đông phương là cội nguồn của mọi nền văn minh và tất cả đại tôn giáo Viễn Đông, mà đã là cội nguồn thì nó có khả năng đứng độc lập và thành tựu được cái gì mà nó chứa, đang tiềm ẩn. Đó là trí phán đoán tối cao. Chính nhờ trí này mà chúng sinh ngộ Satori, chân lý của vũ trụ. Vì vậy tiên sinh thường của những người đi hàng 2, hàng 3 thay vì tìm hiểu và thực hành cho thấu đáo nền y học này. Học nghiệp của chúng ta, một nền triết lý thuộc giai đoạn nào vậy? Chính là ở giai đoạn thứ 7. Nhưng có nhiều người, kỳ lạ là họ hết lòng chú trọng duy nhất vào vô song nguyên lý, âm dương ở trại chúng ta. Còn bên ngoài họ rơi vào tôn giáo, những tôn giáo mới nhất là đạo Ba Hai, Vedensitmi, đạo Phật mới, vân vân. Thật buồn cười, họ đã không hiểu cái mà họ nghiên cứu. Họ đã tìm cái vô song nguyên lý như người ta tìm trong y khoa vài món thuốc trị triệu chứng và tạm bợ. Có nhiều kẻ mù quáng thai. Đối thoại 65. Vậy nếu chúng ta vốn là nhà tu thiền thì phương pháp thực dưỡng giúp cho việc thiền định của mình sớm thành tựu, bởi vì tiên sinh cũng thường cho biết phương pháp thực dưỡng là một phương tiện thiện xảo để giúp con người thực hiện mọi ước vọng. Tiên sinh há không nói đó là cây đèn thần của Aladdin đó sao? Điều này giống như một ví dụ sau đây. Nếu chúng ta không có nhà mà may mắn có người giúp cho một số tiền lớn thì chắc chắn là ta có thể cất lên một chỗ ở khang trang. Còn như đã có nhà cha mẹ rồi mà nhà đang có nguy cơ suy sụp thì ta dùng tiền ấy để sửa sang cho tốt hơn. Còn như nhà vẫn còn tốt nhưng thiếu tiện nghi thì ta dùng tiền trên mà sắm sửa, chớ chẳng lẽ để tiền nắm chơi. Tôi là người vô gia cư, nghèo khó lâu đời. Nay được một số tiền lớn, tôi rất trân trọng biết ơn ân nhân và đang lo cất. Và chắc chắn là cất được cho chính mình một biệt thự thật lớn, thật đẹp để có thể tiếp bà con, bạn bè đến chung vui. Nói như vậy chắc ông đã hiểu quan điểm của tôi nên miễn trả lời câu sau. Ha ha ha,